Em Khánh Otoku ở Dương xin được kính chào toàn thể quý chị và các bạn. Rất cảm ơn quý chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh bán hàng của em trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, quay trở lại với anh chị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, em Khánh Hải Dương xin được giới thiệu tới anh chị và các bạn một chiếc Hyundai i10 sản xuất năm 2014 bản đủ nhập khẩu nguyên chiếc và một chủ sử dụng ngay từ ban đầu. Xe đến thời điểm hiện tại hoàn toàn là không taxi dịch vụ một ngày nào anh chị và các bạn nhé, một mẫu xe chất lượng rất đến từ nhập khẩu, từ một chiếc xe nhập khẩu chất lượng rất là tốt, chắc chắn, bền bỉ. Và dòng Hyundai i10 này thì nó là một cái dòng xe cỡ nhỏ và để nói đi rất là lành. Hiện tại thì rất là nhiều gia đình Việt sử dụng cái dòng xe Hyundai i10 này đi lại, giá cả cũng rất là phải chăng. Cái dòng xe mình với cái số tiền hơn 200 mình bỏ ra mình mua thì cũng được rất là nhiều các dòng xe cỡ nhỏ, nhưng mà để đổi lại mà nếu mà một cái dòng xe đi chất lượng và an toàn cũng như độ bền bỉ và lành xe thì dòng Hyundai i10 này rất đáng để mua. Cái không gian của chiếc xe cũng rất là rộng, nó nói có thể cạnh tranh cả với Kia và một số dòng xe cỡ nhỏ khác. Đấy, form dáng rất đẹp, rất là đẹp anh chị và các bạn ạ. Dòng này thì nó có tiện nghi như là có cảm biến sau này, có khóa thông minh ở hai cửa trước này, đèn lộ start top thông minh. Đó là những cái vô lăng thì có tích hợp. Những cái mà mình có thể nhìn thấy là nó rất là hiện đại, có thể nói rất hiện đại nhé. Đây, một chủ sử dụng ngay từ ban đầu mà biển của thủ đô Hà Nội. Và cái mẫu xe này thì rất là thuận tiện cho anh chị và các bạn và trong thành phố Hồ Chí Minh này, hoặc là thành phố Hà Nội này, thủ đô Hà Nội này, đỡ được cái tiền phí xa đổi biển 20 triệu. Đấy là một cái thuận lợi cho các bác, anh chị và các bạn ở trong hai thành phố lớn. Thì nếu mà anh chị và các bạn xem được clip mà có nhu cầu với mẫu xe Hyundai i10 2014 bên em giới thiệu này, liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em theo số điện thoại là 0943622611, hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng bên em nằm trên đường Auto Tiến Khanh, nằm trên đường 388 thị xã Kinh Môn Hải Dương, để trực tiếp kiểm tra cái mẫu Hyundai i10 2014 này. Đấy, xe rất đẹp luôn anh chị và các bạn nhé. Và đến thời điểm xin cam kết lại anh chị và các bạn một lần nữa là xe đến thời điểm hiện tại là hoàn toàn không taxi dịch vụ gì cả, nên là xe nó còn rất là chất lượng và cũng không có đâm va tai nạn gì cả anh chị và các bạn nhé. Đấy, cam kết tới anh chị và các bạn nữa, không đâm va tai nạn gì cả, không ngập nước, máy zin đét, tất cả cột kèo keo chỉ là còn chuẩn, nội thất bên trong rất đẹp, tổng thành bên ngoài thì còn sơn xi còn zin rất nhiều và rất đẹp nhé. Xe cứng cáp và không có một cái lỗi gì cả. Đến thời điểm bây giờ không một lỗi nhỏ, mới chạy có hơn 8 vạn thôi. Xe rất đẹp. Thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết cái mẫu xe để cho mình xem được chi tiết hơn. Thì về đây, mình nhìn đây. Ở đây mình có thể nhìn thấy là xe đã có độ thêm một cái giải đèn led ở ngoài này. Đèn bi thì đèn gầm, đèn bi đây. Đấy, nhìn này. Xe nhìn đẹp lên rất nhiều. Xe chất lượng. Cứng cáp, không có một cái đâm va nào cả, từ cái hộp sàn nó thẳng như này mà. Đây la xăng đúc thì là nguyên bản cho xe nhé, bản đủ thế là la xăng đúc là nguyên bản rồi. Đây này, lốp lát còn rất là khả năng sử dụng rất nhiều luôn, không có mục mọt gì về cua lốp cả. Còn gầm bệ thì chắc chắn rồi, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, sáng bóng mà chắc chắn nha. Đấy, đời 2014 mà nó còn rất là chất, xe không có dịch vụ taxi gì cả nên là giữ gìn rất là tốt. Đấy, còn đâu về cái cửa hai bên phụ bên lái là có khóa thông minh này. Đấy, bản đủ nó mới có thôi nhé. Và bên trong thì mình dễ dàng nhận thấy là từ những cái keo chỉ nó còn chuẩn như thế này mà, tất cả là chuẩn hết này. Tam ly thì rất là đẹp, tam ly rất đẹp. Đấy, tam lô cũng vậy, giữ gìn rất là tốt. Xe này có đây, đèn lồ start top thông minh này, vô lăng tích hợp này, bản đủ nó có đầy đủ này, rồi điều hòa này, gương cụp xòe này, trần thì mới như thế này mà chưa động chạm gì đến, ni lông còn bọc nguyên đi, rồi da bọc ghế này còn mới này, tất cả mới này,
rồi ốc này, ốc cửa là còn chưa động chạm gì nhỉ, vẫn nguyên này. Đấy, chiếc xe chất như vậy cơ mà, không tai nạn gì cả nhé. Mình thấy nhé, đấy, xe nó đẹp, tất cả từ đẹp từng chi tiết một, không có một cái chi tiết nào bị làm sao cả, có vấn đề gì cả. Tất cả là hai bên ghế này còn rất đẹp, hai hàng ghế này về sẵn anh chị và các bạn chỉ việc sử dụng thôi, sẵn sử dụng thôi. Hyundai i10 cảm biến lùi sau xe này rất an toàn này. Cái mẫu xe này thì nó chưa có màn hình cam lùi, thì đây nó đã cảm biến rồi, rất là an toàn cho mình khi lùi xe rồi, sẽ tít tít khi mình chuẩn bị chạm vào cái vật gì đó đằng sau. Còn đâu mà mình về mình cẩn thận mình độ thêm cái màn hình cam lùi nữa vào nữa là đi chiếc xe này là ok. Đấy, lớp sơ cua đầy đủ nhá anh chị các bạn nhá. Đây này, lớp sơ cua thì đầy đủ này. Đấy, cốp cáp là còn rất đẹp, không có một cái dấu hiệu lỗi nào cả. Đấy, tiếp tục là đèn này, còn toàn bộ đèn xịn nhá, đèn xịn theo xe này. Đấy, đèn xịn theo xe này. Rồi lưng cửa thủy lực này rất là mượt, keo chỉ này, rồi hay những con ốc của cái cốp này không có vấn đề gì cả, vẫn nguyên bản luôn. Đấy, chắc chắn chưa, rất là chắc chắn. Đấy, số tiền có hơn 200 thôi mà mình sở hữu một cái mẫu xe và cỡ nhỏ đẹp mờ đời 2014 như thế này, tội gì không mua đúng không ạ. Nếu mẫu xe này về mà mình đi lại trong đô thị thì rất là hợp lý đấy, hoặc là nếu các bác chạy taxi dịch vụ trong đô thị thì rất là hợp lý với mẫu Hyundai i10 này, và tiết kiệm xăng thì cực kỳ rồi. Mà mẫu xe này đánh giá là rất lành nhá, bền bỉ theo thời gian. Dòng Hyundai, cái dòng Hyundai nói chung thì kể cả những cái chiếc Hyundai 3 tải cũng thế, rất là bền. Mà là hiện nay gần như là Việt Nam mình là toàn chạy xe tải là bằng xe Hyundai thôi. Đấy, giá cả là phù hợp mà vẫn mua được một cái mẫu xe chất lượng, về chạy là bền bỉ. Đấy. Đây, thông số của nhà sản xuất này. Đấy, thông số nhà sản xuất nha, từ những con ốc này. Cửa ra vào này có cái ốp nốc như này, cẩn thận đây này các bạn, ốp nốc này tránh việc xước xát được cái cửa ra vào này. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận. Rồi. Còn bên trong thì sao, những cái trang thiết bị của chiếc xe thì sao, có lỗi gì thì mình đèn lỗ trước đi, mình xem. Đèn lỗ setup tốt thông minh này, rất là thuận tiện này. Đấy, không một lỗi nhỏ nào nha anh chị bạn nhé, không một lỗi nhỏ, mới chạy có hơn 8 vạn rưỡi này. Đó. Đúng rồi, 8 vạn rưỡi đó, không một nỗi nhỏ nào luôn, vòng tua rất ổn định này. Đó, tất cả rất đẹp luôn, cần số nó còn đẹp như thế này cơ mà. Đấy, nhìn này, hay những cái vô lăng này, vô lăng nó còn đẹp nhá, khá đẹp luôn. Đấy, không một nỗi gì đâu, điều hòa mát xét run nữa ạ. Điều hòa thì mát xét run nữa. Gật gương cụp xòe đây vào này, ra vào rất là mượt luôn, kể cả cái tổng thanh nâng ấy, đây là khóa cửa trung tâm rồi. Còn tổng thanh nâng ở kính này, đó, lên xuống này rất là thuận tiện, và lên xuống rất là mượt, không bị rụp rặc gì cả. Còn về với cái tay lái này thì nó là trợ lực nhé, tay lái trợ lực nên là rất là nhẹ luôn anh chị các bạn ạ. Gạt mưa này ok rồi. Bây giờ thì xem cái chất lượng là thế nào. Đấy, rất máy rất êm, nó khẳng định như máy rất êm luôn anh chị các bạn ạ. Dòng máy tiết kiệm xăng nhé, có thể ăn mức tiêu hao xăng nó chỉ là hơn chiếc xe máy SH một chút thôi. Đấy, còn bây giờ anh chị các bạn cùng em đi kiểm tra cái máy của nó là biết ngay một cái máy chất lượng và bền bỉ, lành đi lành chứ ít khi bị hỏng vặt, nói thẳng ít khi bị hỏng vặt. Năm dòng này nếu nói về nói là đi rất là lành luôn anh chị các bạn nhé. Đấy, máy zin rất là đẹp luôn anh chị các bạn nhìn này, zin rất là đẹp từ những con ốc. Đấy, khô ráo sạch sẽ này, không có động chạm, không có một giò dầu gì dầu cái chút nào cả. Đấy, máy rất êm. Đấy, cái dòng này nếu để nói ăn xăng nó chỉ ăn nhiều hơn một chiếc xe máy SH một tí thôi. Rồi, một tí thì rồi anh chị ạ, mà nó là cái dòng xe ô tô nhá, xong nó đi 4-5 người. Đấy, rất là thuận lợi, tránh mưa tránh nắng, không lo bụi bặm, không lo mưa gió. Giá cả phải chăng. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu với mẫu Hyundai i10 2014 nhập khẩu cái trước này và
bản đủ nhá, một chủ sử dụng ngay từ ban đầu, thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của ông Khanh theo số điện thoại là 0943622611 hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng Auto Tiến Khanh Hải Dương để kiểm tra cái mẫu xe này. Vâng, cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để luôn nhận được cái mẫu xe mới nhất mà bên cửa hàng giới thiệu tới anh chị và các bạn hàng ngày. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở video clip tiếp theo.